giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Lan Ngọc Harwon động viên Hương Giang khi Mắc Liêu bị bạn gái cổ tố. Các cô nàng cùng tham gia nhiều game show với nhau nên khá thân thiết. Họ cùng ở cạnh Hương Giang khi thấy cô gặp vấn đề. Những ngày qua, thông tin Hương Giang có người yêu là một CEO nước ngoài đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía dư luận. Chính người trong cuộc cũng chẳng ngờ mọi chuyện lại gây chú ý dư luận đến thế. Bên cạnh những người khen thì cũng có không ít các rắc rối đi kèm. Chỉ trong vòng vài ngày nhưng Mắc Liêu lại dính hai phút to tướng liên quan đến tình cảm quá khứ. Hương Giang Mắc Liêu hẹn hò làm dậy sóng cộng đồng mạng. Họ chị em bên cạnh Hương Giang, cách đây vài giờ trên trang cá nhân, Hoa hậu đã có động thái đầu tiên khi bạn trai tiếp tục bị gọi tên trên các diễn đàn. Có lẽ Hương Giang cũng đọc được thông tin không hay về Mắc Liêu do người yêu cũ của anh tiết lộ. Ngay lúc này, Hoa hậu cũng đi ăn tối với hội mỹ nhân bao gồm Harry, Ninh Dương, Lan Ngọc và Thúy Ngân. Đặc biệt cả bốn người cùng tham gia làm MC game show và cùng đăng một dòng trạng thái y hệt nhau. Ngoài kia bảo tố quá, về nhà với chị em Giang nhé. Đây là cách mà họ động viên nữ ca sĩ khi thấy cô đang bị nhiều luồng ý kiến đổ dồn từ việc Mắc Liêu cho đến MC ẩn ý giới tính. Bốn chị em thân thiết trong thời gian qua khi làm việc chung ở các game show. Dù có trang điểm nhưng khán giả nhận ra phần kém tươi tắn ở Hương Giang. Status y hệt nhau từ các cô nàng, bên cạnh đó người hâm mộ còn phát hiện điều này giống hệt với hội bạn thân của Đông Nhi khi khoe ảnh đi chơi. Những ngày gần đây cuộc sống của cô như bị đảo lộn khá nhiều. Khi công khai tình cảm, rất nhiều ý kiến soi mói về danh tính gia thế của Mắc Liêu và các chi tiết ở quá khứ cũng bị lôi ra ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, một MC bỗng dưng có phát ngôn ẩn ý cô chỉ là một nam nhân chuyển giới, nhưng lại lên sóng truyền hình tư vấn cho phụ nữ thuần chủng cách giữ đàn ông. Bạn gái cũ của Mắc Liêu cho hay cả hai chỉ mới tan vỡ một tháng, không phải một năm như anh nói trên sóng truyền hình. Dòng trạng thái khiến mọi người phẫn nộ hết sức. Hương Giang đã quyết định sẽ hạn chế việc chia sẻ về người yêu trên mạng xã hội. Và những ồn ào này có lẽ khiến cô cảm thấy những gì mình lựa chọn là đúng đắn, giảm được sự quan tâm và gây tranh cãi.